tại sao em cảm thấy không chấp nhận khi người khác trễ hạn dù là một phút? Em luôn đến sớm hoặc đúng giờ, liệu em có tiêu cực quá không? Không. Hãy tiếp tục là một người nghiêm túc với thời gian của mình. Nhưng em phải bắt đầu loại bỏ cái môi trường của em. Nếu người ta trễ, không tôn trọng người ta thì em không nhất thiết phải gặp người ta nữa. Ai biểu người ta trễ mà mày cứ gặp người ta hoài? Chị Nhi rất rõ ràng với thời gian của chị Nhi. Chị Nhi còn nhớ hồi đó chị Nhi gặp một cái, nói chung ông đó, ông rất là giàu bên này không? Vì người ta giàu quá nên người ta nghĩ thời gian của họ bự. Và người ta bắt chị đợi hơn 15 phút. Và sau đó chị gọi thẳng cho assistant của ổng, là thư ký riêng của ổng. Thư ký riêng của ổng nói là ô, ổng run cái buổi hạn hơi quá, chị có thể đợi ổng thêm chút nữa không? Chị nói chút là bao nhiêu giờ? Cái nó nói là không chắc nữa, là chị biết cái ông này là cái kiểu của ổng là giờ dây thun rồi, coi thường người khác rồi. Xong chị nói với ổng là ok, tao sẽ cho thêm 5 phút. Cái thằng assistant nó giật mình, tại vì chắc chắn là họ đang ở rất là xa, ở xe, ở xin em chạy xe hơi mà qua tới bên chị mà 5 phút là chắc chắn không thể. Cái nó nói no, ổng vẫn chưa xong cái buổi họp. Cái chị nói vậy, nói ổng khỏi gặp luôn đi. Và chị biết ông đó giàu hay không? Một đối tác làm ăn. Từ sau cái buổi đó cái ổng cũng chát, ổng muốn gặp lại chị. Chị nói không, đối với tao, người mà không có tôn trọng thời gian của tao và tôn trọng dự tính, tao không muốn gặp nữa. Đúng, chị có thể bỏ qua cơ hội làm ăn với một người giàu, nhưng mà đối với chị tôn trọng thời gian của chị. Thôi, thời gian của người giàu hay thời gian của người nghèo là như nhau, cái cách mình sống như thế nào. Từ sau lúc đó, ổng đẩy rất nhiều người qua để làm ăn với chị, nhưng người nào cũng đúng giờ hết. Chỉ riêng ổng là chị không bao giờ gặp nữa. Để nói cho em một câu này nè: the first impression is the last impression. Cái ấn tượng đầu tiên cũng là cái ấn tượng cuối cùng người ta nhớ đến em. Nếu em là một người kỹ lưỡng, nghiêm túc, giờ chị hỏi mấy đứa này, tại sao sát tới giờ mấy đứa phải công đích lên để mà làm cho nó lên 300? Bởi vì mấy đứa biết là chị nói cái gì là chị làm cái đó. Chị không có giỡn. Lúc chị giỡn là chị giỡn, lúc chị vui là chị vui. Nhưng mà khi mà chị đã nói cái gì là chị nghiêm túc với cái điều chị nói. Chị nghiêm túc với cái chuyện dạy mấy đứa, chị nghiêm túc với cái chuyện thay đổi tương lai của em. Mỗi câu trả lời của chị không có trả lời sơ sơ, làm vậy đi. Không, chị phân tích cho em tại sao em phải làm như vậy và tại sao đó là cái con đường tốt cho em. Ngoài kia được bao nhiêu người dạy cho em như vậy? Nếu chị đã nghiêm túc được như vậy, em có thể nghiêm túc được không? Và đó là cái cách sống của chị, đó là cái lối sống của chị. Dù người giàu hay người nghèo, chị cũng đối xử y xì. Nếu em tôn trọng chị sẽ tôn trọng lại em. Nhưng nếu em mất dạy với chị sẽ block em. Và chị không khoan nhượng với những cái bạn vô kênh của chị. Chị sẵn sàng block đó nha. Tao không có khe đâu á nha. Biết tại sao không? Tại vì chị đâu có cần tiền mấy đứa để mở khóa học đâu. Mấy đứa mày phải đóng tiền cho tụi nó thì tụi nó mới khe, tụi nó mới ơ bạn ơi để đắp để mình coi lại coi. Khi người ta trả tiền người ta là vua, còn khi em không trả tiền cho chị, biến cái lớp này là cái lớp tình thương rồi đó. Việc hiến tạng có nên chia sẻ với ba mẹ không ạ? Chị là người mà chị đã nói với mấy đứa rồi, chị rất ủng hộ những cái việc liên quan đến hiến máu hay hiến tạng. Chị đã ký mấy năm rồi, mấy đứa coi video của chị thì chắc mấy đứa đã thấy cái video đó. Tức là chị đã hiến cái cơ thể của chị cho khoa học và cho y tế. Tức là ngày mai lỡ chị ra đường chị đụng xe chị chết não chẳng hạn, người ta được quyền lấy mắt, mũi, miệng, lỗ tai, lỗ nhĩ, người ta được quyền lấy dạ dày rồi gan, thận, phèo, phổi gì đó của chị, tủy, tất cả mọi thứ người ta được lấy và không cần sự chấp nhận của gia đình chị. Tại sao chị làm như vậy? Và cái xác của chị sẽ được giữ cho y học tới 4-5 năm để cho những cái bạn sinh viên y khoa, người ta có thể khám nghiệm và học, rồi sau đó người ta có thể đốt nướng gì chị đó rồi quăng ra biển. Okay. Thứ nhất, chị là người tỉnh thức. Chị không tin thể xác này là cái thứ cần thiết đối với chị. Chị đến đây bởi vì phần hồn của chị. Okay. Spiritual. Cái thứ hai, em chia sẻ với ba mẹ em với cái mục đích gì? Chị muốn hỏi em trước. Nếu như để cho họ đồng ý thì chị xin lỗi em là cơ thể của em là của em. Ba má em chỉ đem em đến đây, họ không có quyền quyết định cái cơ thể em. Em là người quyết định. Và có khi em đâu có chết trước ba má em, cái này hên xui, nhưng mà nghĩ đi, người ta sinh ra trước em mà. Ok. Nếu ba má em mà không hiểu và không ủng hộ, đến cuối cùng cái quyết định vẫn là em. Vậy chị hỏi ngược lại em là em muốn cái gì? Và nếu em muốn cái gì, em phải tự tin và bảo vệ cái đó tới cùng. Chị và chồng cũ của chị đã cãi lộn cái khúc này rất là nhiều, tại vì lúc đó chị có con rồi và ảnh nói là ô em làm như vậy là em không có thương Eva rồi, con em lỡ nó muốn nhìn em lần cuối. Chị luôn giữ vững cái niềm tin của chị là nếu như con của chị nó yêu thương chị và nếu như tất cả những cái người xung quanh của chị yêu thương chị, tại sao họ phải đợi đến lúc chị chết để nhìn cái xác chết chị vậy? Lúc đó tao cũng xấu quá, là tao không có muốn ai nhìn tao xấu như vậy đâu. Ok, đang đẹp như vậy, đánh son đánh lông mày đẹp ơi là đẹp, không nhìn tự nhiên nhìn
thôi không thích, không chịu. Ok, nó chơi rồi. Nhưng mà chị phân tích đây để em hiểu được là nếu con của em thật sự yêu thương em, nếu chồng của em thật sự yêu thương em, và nếu ba mẹ em thật sự yêu thương em, mỗi ngày họ sẽ làm hết sức mình để họ nhìn thấy em, họ dành thời gian với em. Chết rồi nhìn cái xác để làm cái gì, để làm cái gì, không làm được cái gì nữa hết. Phúng điếu phụng sự không cần, tốn tiền năm nào cũng phải đấm dỗ, đấm dỗ rùi ăn chứ con người có ăn đâu. Nói chung là bỏ bớt mấy cái rườm rà đi. Đối với chị, ngày mai chị chết chị muốn nhẹ nhất có thể để những người khác không bị ảnh hưởng. Chị không cần đấm dỗ, đấm quải gì, không cần tưởng nhớ. Chị rất là thích bác Lý Quang Diệu ở cái chỗ như vậy đó. Lúc ổng chết ổng cũng nói là đập cái nhà ổng tan nát đi, đừng có làm cái gì như là ở Việt Nam mình là cái lăng Bắc Hồ đi vô đi ra rồi mất công tốn tiền trả lương rồi phải chăm dọn dẹp. Ông viết như vậy như di chúc của ổng luôn á. Đó là những người mà gọi là người ta rất là thông thái và người ta rất là thông thường đạo lý đó, người ta hiểu á. Chết thì chết thôi, đâu có biết cái nhà của mình sao nữa, mình còn đã chết rồi mình còn hành lại những người còn sống không. Chết rồi chết luôn, không có để lại cái gánh nặng gì cho ai hết, thậm chí đấm dỗ đấm quẩy. Đó là cái niềm tin của chị. Và chị nói thiệt, hôm nay ngày mai mà chị mà chết đi á, cái thứ duy nhất, cái thứ di sản duy nhất chị để lại được là cái kênh YouTube của chị cho mấy bạn trẻ Việt Nam thôi. Chứ chị không còn được cái gì để trên cuộc đời này nữa hết á. Mấy đứa công nhận không? Tài sản của chị ăn rồi nó cũng hết. Con của chị rồi nó cũng lớn, nó cũng có cuộc đời của chị. Chị không có thứ gì di sản trên cuộc đời này nữa hết. Và khi em có cái tư duy như chị, em sẽ buông bỏ, em sẽ không còn sợ, em sẽ không còn muốn níu giữ những cái thứ này nữa. Không cần thiết. Em đến cuộc đời này rồi em đi như một vị khách thôi. Em chỉ tham gia cuộc vui này thêm một xíu, cống hiến thêm được, giúp được cho ai được chút nào hay chút đó thôi. Tiền ngày ba bữa là đủ rồi. Em nên tự tạo ra khó khăn và gian nan để bản thân mình vượt sướng, không chạy trời. Mày rảnh cuộc đời này chưa có đủ khổ hay sao mày còn tạo thêm gian nan với khó khăn nữa. Cái thằng tào lao, cái thằng nào tào lao vậy hả? Trời ơi, thiệt là tào lao. Ê, là tào lao. Chị nói em nghe nè, chị hình như là chị hình dung ra cái câu của em. Em cảm thấy đời của em nó không có nhiều cái thử thách cho lắm, và em muốn nhiều thử thách hơn. Nếu như vậy, cái lời khuyên của chị sẽ cho em là hãy thả mình vô những cái nơi mạo hiểm hơn. Mạo hiểm ví dụ làm ăn, kinh doanh, làm những cái điều như chị. Làm những cái điều như chị là rất mạo hiểm. Ok, nếu như em muốn làm những cái điều mạo hiểm, em phải tạo cho bản thân mình cái cơ hội được nhảy vô những cái chỗ đó thì em phát triển mạnh hơn. Vậy thôi, chứ đừng có tự tạo thêm sóng gió cho mình. Cái đó gọi là drama đó, cái đó gọi là kiếm chuyện á, hiểu không? Rảnh háng không có gì gì làm kiếm chuyện á. Mày tào lao quá mày ơi. Mấy cái thằng choi choi mới lớp e dịch ở nhà rồi mày rảnh hết hả? Hả hay sao vậy? Dịch không có chuyện làm hay sao vậy? Trời ơi, cái gì vậy mấy ba mấy má? Bớt lại nghe không? Đừng kiếm chuyện nữa, đừng có rảnh quá đi kiếm chuyện nữa. Đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy.